12 nhà trường thực hiện đào tạo các lớp cao đẳng khóa 2007
me là 33,4%, trung bình 7 me chiếm 12%, và lợi biến là 28 me chiếm 4,8%. Cái đầu tiên là học tập của em thì học kỳ 2 là học sinh sinh viên là danh hiệu học sinh viên khá giỏi và có thành tích xuất sắc trong rèn luyện được nhà trường khen thưởng là 238 học sinh sinh viên. Đó, 44 đội giỏi là 7,5% và 194 và khác là 33,2%. Đối với học sinh sinh viên đã danh hiệu học sinh sinh viên khá giỏi được nhà trường khen và 48 học sinh sinh viên trong đó là giỏi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
căn cứ kết quả cuộc họp